Xin chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày của đài truyền hình IBC TV, được phát sóng tại hai miền Nam Bắc của tiểu bang California trên các băng tần 57.19, 16.12, hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình sứ ngôn viên Linh Trịnh và Hà Anh xin được gửi lời chào trân trọng nhất. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung chính sau đây. Hoa Kỳ và Papua New Guinea ký hiệp ước quốc phòng. Trung Quốc cấm hãng chip bán dẫn Micron. Hà Lan bắt đầu đào tạo phi công Ukraine. Giẫm đạp tại sân vận động El Salvador, ít nhất 12 người thiệt mạng. Blogger người Belarus bị bắt trên chuyến bay Ryanair đã bằng được ân xá. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Hà Anh. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên đã cho hay Hoa Kỳ và Papua New Guinea ký hiệp ước quốc phòng. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Antony Blinken đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Papua New Guinea, hay còn gọi tắt là PNG, vào hôm thứ Hai, mà ông cho biết sẽ mở rộng khả năng của quốc đảo Thái Bình Dương và giúp quân đội Hoa Kỳ huấn luyện lực lượng của mình dễ dàng hơn. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, trong cuộc gặp với Thủ tướng Papua New Guinea là James Marape, ông Blinken cho biết Hoa Kỳ sẽ tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với PNG. Họ đã thảo luận về phát triển kinh tế, khủng hoảng khí hậu và tầm quan trọng của việc tiếp tục cam kết của Hoa Kỳ với Thái Bình Dương. Thỏa thuận quốc phòng giữa hai nước được ký kết trước thời điểm khai mạc hội nghị của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương được tổ chức tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea. Trước đó, thì chính phủ của PNG cho biết thỏa thuận hợp tác với quốc phòng với Hoa Kỳ sẽ giúp thúc đẩy cơ sở hạ tầng, an ninh và khả năng phòng thủ của nước này sau nhiều thập kỷ không được đầu tư. Thỏa thuận cũng cho phép lực lượng quân đội Hoa Kỳ tiếp cận những cơ sở của PNG, tăng cường mối liên hệ, liên kết an ninh của Washington tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Ngoài hiệp ước hợp tác quốc phòng, thì Ngoại trưởng Blinken cũng đã ký kết thỏa thuận đại diện tàu thủy với PNG. Thỏa thuận trên cho phép các tàu của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ chở theo đại diện của PNG tuần tra tại vùng biển của quốc đảo Thái Bình Dương này. Trong tuyên bố hôm thứ Bảy, chính phủ của PNG xác định thỏa thuận quốc phòng với Hoa Kỳ không mang mục đích địa chính trị và không ngăn cản quốc gia này hợp tác với các nước khác, bao gồm Trung Quốc. Trung Quốc cấm hãng chip bán dẫn Micron. Một quyết định của Bắc Kinh nhằm cấm công ty Micron Technology Inc. MUO của Hoa Kỳ bán chip nhớ cho các ngành công nghiệp quan trọng trong nước đã làm gia tăng căng thẳng trong cuộc tranh chấp thương mại đang diễn ra với Washington và nâng cổ phần của các công ty có thể hưởng lợi từ hành động này. Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc cho biết vào cuối ngày Chủ nhật rằng Micron, nhà sản xuất chip bộ nhớ lớn nhất của Hoa Kỳ, đã không vượt qua được đánh giá an ninh mạng và họ sẽ chặn các nhà khai thác cơ sở hạ tầng quan trọng mua hàng từ công ty này. Trung Quốc không cung cấp chi tiết về những rủi ro mà họ đã tìm thấy hoặc những sản phẩm nào của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Quyết định này bị Washington phản đối, nhưng cũng giúp cho cổ phiếu của các đối thủ của Micron ở Trung Quốc và Nam Hàn, vốn được cho là hưởng lợi khi các công ty đại lục tìm kiếm các sản phẩm bộ nhớ từ các nguồn khác. Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố vào hôm Chủ nhật, "Chúng tôi cương quyết phản đối các hạn chế không có cơ sở thực tế." Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã gia tăng trong những tháng gần đây sau các cuộc đột kích và thăm viếng của chính quyền Trung Quốc đối với công ty thẩm định doanh nghiệp Minsk Group và công ty tư vấn quản lý Bain của Hoa Kỳ. Micron cho biết vào hôm Chủ nhật rằng họ đã nhận được đánh giá của cơ quan quản lý và mong muốn tiếp tục tham gia vào các cuộc thảo luận với chính quyền Trung Quốc.
Công ty là nhà sản xuất chip đầu tiên của Hoa Kỳ bị Bắc Kinh nhắm tới sau một loạt biện pháp kiểm soát xuất cảng của Washington đối với một số phụ tùng và công cụ sản xuất chip của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc chúng được sử dụng để nâng cao năng lực quân sự của Trung Quốc. Hà Lan bắt đầu đào tạo phi công Ukraine. Ngoại trưởng của Hà Lan là Wolf Kostra hôm thứ Hai cho biết, việc đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu loại F-16 nên bắt đầu sớm hơn là muộn. Sau khi Tổng thống của Hoa Kỳ ông Joe Biden bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình đào tạo chung của đồng minh, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Âu là Joseph Borrell cho biết, ông hy vọng bước tiếp theo sẽ là cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, với việc Kiev nói rằng F-16 hiệu quả hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu thời Liên Xô mà Kiev vẫn sử dụng. Ngoại trưởng của Pháp là Catherine Colonna, quốc gia không sở hữu máy bay phản lực F-16 cho biết, Paris sẵn sàng giúp đào tạo phi công Ukraine, nhưng cảnh báo có thể mất nhiều thời gian trước khi họ sẵn sàng. Bà cũng nói thêm, việc này mất vài tháng, vì vậy chúng ta hãy làm từng bước một. Ngày nay, nhu cầu của Ukraine về cơ bản là đạn dược, xe bọc thép, xe tăng và bảo trì dịch vụ. Bình luận này được đưa ra sau khi Thủ tướng của nước Anh là Rishi Sunak cho biết, Vương quốc Anh sẽ làm việc với Hà Lan, Bỉ và Đan Mạch để cung cấp cho Ukraine năng lực không quân chiến đấu mà nước này cần. Ukraine đang tìm kiếm các máy bay phản lực do Lockheed Martin sản xuất, khi nước này đang tiến hành bước tiến lớn nhất trong nhiều tháng để chống lại quân đội của Nga xâm lược trước một cuộc phản công đã được lên kế hoạch. Các chính phủ phương Tây cũng đã cảnh giác với việc khiến đất nước của họ không được bảo vệ bằng cách cho đi quá nhiều thiết bị. Họ cũng tránh gửi bất cứ thứ gì có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và khiến cho Moscow có lý do để tấn công lại. Giẫm đạp tại sân vận động El Salvador có ít nhất 12 người bị thiệt mạng. Chính phủ quốc gia Trung Mỹ cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ giẫm đạp tại một sân vận động bóng đá ở El Salvador vào hôm thứ Bảy. Alianza FC và Club Deportivo FAS đang chơi trận lượt về của trận tứ kết playoff tại sân vận động Cuscatlán ở San Salvador, thủ đô của đất nước. Trận đấu bị tạm dừng sau khi một vụ giẫm đạp nổ ra ở khu vực chung. Địa điểm là một trong những sân vận động lớn nhất ở Trung Mỹ và có sức chứa chính thức hơn 44.000 người hâm mộ. Bộ trưởng Y tế Salvador là Francisco Alabi cho biết trên Twitter rằng các đội cấp cứu đã được điều đến hiện trường và những người bị thương đang được chuyển đến các bệnh viện địa phương. Ông nói thêm khoảng 90 người bao gồm cả trẻ vị thành niên đang được điều trị vết thương, hầu hết đều trong tình trạng ổn định. Liên đoàn bóng đá El Salvador bày tỏ lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra và chia buồn với gia đình của các nạn nhân. Tổng thống của El Salvador, ông Nayib Bukele, cho biết cảnh sát quốc gia và văn phòng bộ trưởng tư pháp sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về sự việc. Ông Bukele cũng thông báo trên Twitter rằng mọi người sẽ bị điều tra, tất cả từ đội bóng, đội ngũ quản lý, sân vận động, phòng vé, giải đấu, liên đoàn bóng đá. Dù thủ phạm là ai, họ sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt. Vào tháng 10 năm ngoái, thế giới cũng một phen chấn động với thảm kịch bóng đá ở Indonesia. Hơn 130 người đã thiệt mạng ở sân bóng đá Kanjuruhan. Blogger người Belarus đã bị bắt trên chuyến bay Ryanair đã được ân xá. Thông tấn xã nhà nước Pauta đưa tin, Roman Protasevich, blogger đối lập người Belarus đã bị bắt vào năm 2021 sau khi chuyến bay Ryanair của anh ta buộc phải hạ cánh xuống Minsk đã được ân xá vào hôm thứ Hai. Protasevich đã nói với các phóng viên, tôi thực sự vừa ký vào tất cả các tài liệu liên quan nói rằng tôi đã được ân xá. Đương nhiên đây là tin tức tuyệt vời. Protasevich đã bị kết án 8 năm tù trong tháng này vì các tội bao gồm kích động khủng bố, tổ chức gây rối hàng loạt và vu khống Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Anh đã làm việc với tư cách là một nhà báo tại cơ quan thông tấn Nesta, đã đưa tin nhiều về các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại ông Lukashenko vào năm 2010, sau cuộc bầu cử tổng thống mà phe đối lập và các chính phủ phương Tây tố cáo là gian lận.
Một cuộc đàn áp vào khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử đã diễn đến việc tất cả các nhân vật đối lập quan trọng đều bị bỏ tù hoặc bị lưu đày. Người sáng lập của Nesta là Sipan Pusila và cựu biên tập viên Jan Judith cũng đã bị tòa án kết án vắng mặt lần lượt là 20 và 19 năm tù giam. Belarus tuyên bố Nesta là một tổ chức khủng bố vào năm ngoái. Việc Protasevich bị bắt vào tháng 5 năm 2021 đã khiến cho quốc tế phẫn nộ và dẫn đến các lệnh trừng phạt của Liên Âu đối với ông Lukashenko. Sau khi bị bắt thì anh đã được chiếu trên truyền hình nhà nước trong trước mắt và thú nhận đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống chính phủ và âm mưu lật đổ ông Lukashenko. Phe đối lập của Belarus lưu vong thì cho biết việc thừa nhận là sai vì đã bị ép buộc. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, xứ ngôn viên Hà Anh và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với nhiều bản tin đặc sắc như việc Meta bị Liên Âu phạt kỷ lục 1,2 tỷ euro vì chuyển dữ liệu đến Hoa Kỳ, hay việc 100 người đi xe đạp địa hình đua trong thử thách xuống dốc ở Bolivia. Tòa phúc thẩm không chấp nhận đơn kháng cáo nộp thay cho cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhiều bản tin vừa được cập nhật. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi.